Rồi kéo hết ra luôn. Thì cái này đúng vui luôn nha. Đấy, mà để chơi hoài không biết chạy luôn á. Sao? Chạy vàng nhựa ngoài không à? Nó cái cản á. Chờ sao? Trời ơi, Phong. Cho nó bò chứ đầy coi đó. Quá được mà. Qua nhẹ luôn. Dướng rồi. Cái gầm con này chưa xếp cao lên, nó cao lên nữa mà từ nó đang xếp vừa vừa thôi. Để dành mình đua chắc được á. Còn nếu để leo không thì mình xếp ra lỗ kia nó cao lên nữa.